Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Lời nói đầu tiên cũng cảm ơn các anh các chú đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay chỗ Quốc Tồn Cần Thơ đó, đồ Võ Văn Kiệt đó, thì chúng ta sẽ gặp Tồn để giới thiệu về phô mai nha các bạn. Xin mời. Rồi, chào anh Tồn thôi. Chào anh mà. Rồi. Hôm nay ngày 11 tháng 11. Rồi. Anh em về mười mấy hôm mai giao lưu các chú bác anh em. Rồi. Chú khỏe các chú, cho má dành cho em. Số điện thoại là 0984307. Chương trình phí ship mình sao nè? Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi, hôm nay mình mấy phôi đây? Dạ, mười mấy phôi. Rồi, ok, như vậy là số 1 ha. Rồi. Giao lưu các chú các bác, có những chú bác mới tập chơi. Rồi, đáp lại tình cảm yêu thương của khán giả ủng hộ ha. Dạ, cây số 1. Mã số 1 nha mấy anh. Không sai lùng được. Đế đều. Đế 24 vàng. Xin nhắc lại các anh là mã số 1. Rồi. Số 1. Ngày 11 tháng 11. Cây này nó có duyên cái gì cũng một hết nha. Đầu sự dạng sự khởi đầu nan nha. Rồi, bao nhiêu lớn lên giùm nè. 32 hoàn thân. Rồi, 32 hoàn thân mấy anh ơi. Rồi, chiều cao 50 chiều cao. 50 chiều cao. Rồi, tiếp tục cục gạch nữa. Tròn cái cụ đế. Tròn cụ đế luôn. 105. Rồi, 105. Đây, cụ đế tròn gì ngang các chú bác dịnh em. Rồi, thẳng dây luôn ha. Rồi, nhưng mình tính 100 đi, mình bỏ bên đây tính 100 đi. Rồi, ok. Rồi, cây này giao lưu các chú bác giá 2,5 triệu. 2,5 triệu mà miễn phí ship luôn. Dạ. Bao rồi. Ship toàn quốc. Toàn quốc luôn mấy anh ơi. Số điện thoại là 0984307139. Rồi, phụ đổi cái mấy anh ơi. Phụ đổi. Quốc Tồn Cần Thơ. Rồi, số 2 lên luôn à. Đây. Mã số 2 mấy anh ơi. Mã số 2. Di Cành Tiều. Cái này hỏi bên lề mấy anh ơi, có khán giả hỏi cái phôi đó là có giao lưu chưa? Dạ chưa. Ờ, có khán giả có hỏi. Nếu như cái phôi này, tại vì nói chung nó rất quái. Có người hỏi. Cái phôi này nó rất quái, chi cành đều chưa cắt. Ờ, tại vì cây này cắt lại nó rất đẹp. Thì đã đáp theo lời hỏi khán giả mình sơ lượng cái ha. Nó có cái dáng thế, nó có cái cành phóng ra nhưng mà có cái rễ rất hay. Ờ. Đó. Tại có người hỏi cây mình này rất hay. Giới thiệu đó, sơn cái. Cây này là của một người bạn thân. Rồi. Chơi năm nay cũng 20 mấy năm. Rồi. Đó thì em giao lưu là cho giùm bạn là giá 45 triệu. Hoành thân nó là 47. Rồi, tại hồ sơ có khán giả hỏi. Xưa tại lý do sao gì? Ở đây là nó nguyên một cái ống nước nha. Đó, nhưng mà cái đế nó rất hay, anh cho bà con mình xem cái giọng đế đó. Thấy luôn đi. Cái này là hơi ngoài lề chút xíu mấy anh, tại có khán giả hỏi đó, mình đáp ứng lại cái lời của khán giả đây. 45 triệu phải không ạ? Dạ 45 triệu. 45 triệu. Hoành thân 47 đủ đế rất khủng á. Rồi, cũng đáp ứng theo lời khán giả mình đó, làm thỏa mãn các bạn ha. Có khán giả hỏi cái bầu cái cây đó là 10 người khiêng nha các chú bác anh em. 10 người khiêng. Rồi, ok. Để dữ lắm cái giờ. Có thông tin chút xíu ha, tại vì có khán giả hỏi. Có khán giả hỏi mình đo luôn. Rồi, đo luôn. Đế cho khán giả xem. Đúng rồi, có người hỏi. Đây. Đó. Đó cái đế không là một khoảng 1,4 m đó. Rồi. Cái cọng rễ mà nó để đúng theo cái chiều hướng của cành phóng luôn nè. Cọng rễ này rất lớn nè, nó tới 28 đó. 28. Dạ, cọng rễ tới 28 đó. Nó có cành phóng như trước nó rất hay. Mình tạo lại dưới đây là mình giật vô đây. Đó. Mình giật cái chi này thẳng xuống tới đây. Đó, mình giật thẳng xuống tới đây. Đó, mình cắt vô những cái này thì nó rất hay. Đó, khi mình trồng mình hơi lặng cái gì nó rất hay. Rồi, đáp ứng theo yêu cầu của khán giả nha. Mình đã đáp ứng xong nha. Có người hỏi thì mình đã đáp ứng hình ảnh xong. Giá 45 triệu. Rồi, tiếp tục chương trình hôm nay là mã số 2. Mã số 2. Số 2 mấy anh ơi, số 2. Mã số 2. Ngày 11 tháng 11. Rồi. Giá cây luôn đi. Cũng bắp chuồng, cây này có cái củ đế nha. Củ đế, rồi giá cây luôn. 21. Rồi, 21 mấy anh ơi. Rồi, cây này em giao lưu các chú các bác giá 800. 800 ngàn bao phí ship. Rồi, xin đổi luôn mấy anh ơi. Rồi số 3 lên ạ. Mã số 3. Đây mã số 3. Rồi số 3 mấy anh ơi.
rất khéo nha. Rồi tròn vòng luôn, tròn luôn. À, nhắc lại với các anh là mã số 3 nha mấy anh. Mã số 3 ngày 11 tháng 11. Mã số 3. Mã số 3, rồi cho thông số em này luôn. Mười sáu hoành thân mấy anh ơi. Mã số 3 này có giá 800 ngàn. Rồi miễn phí ship luôn nha mấy anh. Số điện thoại của Quốc Tồn mình có để bên góc trái của màn hình đó, màu xanh đó. Rồi tiếp tục số máy đây. Mã số 4. Số 4 mấy anh ơi. Mã số 4. Rồi tiếp tục cho xoay luôn, tròn vòng luôn. Có điều hay hay gì của cái phôi này không? Phôi này rất hay, đi nó lùn nhưng mà bông sai nó rất hay. Rồi nhắc lại với các anh là mã số 4 nha mấy anh. Rồi cho sơ nhẹ thông số cái đi. Sơ nhẹ luôn, nhiêu đây? 17. Rồi 17 mấy anh ơi. Rồi mã số 4 này em giao lưu các chú bác giá 600. Rồi 600 ngàn miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi số 5 lên. Rồi mã số 5 mấy anh ơi. Mã số 5 600 luôn. Rồi tiếp tục 600 luôn. Hôm nay là ưu đãi cho những anh em mà mới tập chơi để mua về mình ghép thử đó mấy anh. Tại có những một số anh em thì yêu cầu đưa những cái phôi nó nới tiền để tập chơi. Rồi đáp lại của mấy anh em đó thì mình giao luôn. Nhắc lại cho nó đẹp cái cây có giá 600. 600 nha mấy anh. Mã số mấy à? Số 5. Mã số 5. Rồi cho xin nhẹ thông số luôn. 56. 55. 18 hoành thân. Rồi 18 hoành thân 600 ngàn xin nhắc lại miễn phí ship. Rồi đổi luôn anh ơi. Ok. Rồi khá cao, cao. 700. 700. Rồi nhanh gọn lẹ luôn ha. Đế điều. Đế điều luôn. Mã chia gần điều đế điều. 700. 700 ngàn nha mấy anh. Ngày số 6. Mã số 6, ngày 11 tháng 11. Số 6 mấy anh ơi, số 6. 700 ngàn. 700 ngàn. Chia gần điều đế điều. Sơ nhẹ cái thông số đi. Rồi nhiêu đây? 22. 22 mấy anh ơi. Chiều cao thử 7 tấc. Rồi 7 tấc. Có giá 700 ngàn 700 ngàn nha mấy anh. Miễn phí ship cho mấy anh luôn. Rồi đổi luôn anh ơi. Mã số 8. Ủa, mã số 7 chứ không? Số 7. Mã số 7. Xin nhắc lại với mấy anh là mã số 7 nha mấy anh. Rồi xoay luôn. Mã số 7 có giá 800 ngàn. Rồi 800 luôn nha mấy anh. 800 luôn. Rồi để đây. Củ đế cắt nở nha. 19 hoành thân. 19 hoành thân, chiều cao 4 tấc rưỡi. 4 tấc rưỡi nha mấy anh. Rồi. Rồi tròn vòng luôn. Số 7, mã số 7. Số 7 giá nhiêu? 800 ngàn. Cục rạch 800. Rồi ok. Số 8 lên à. Mã số 8 là hoa xin, mai xù. Xin nhắc lại với mấy anh là chương trình miễn phí ship toàn quốc nha mấy anh. Mã số 8 là hoa mai xù. Rồi hoa mai xù. Rồi cho sơ nhẹ luôn. Nhiều quá. Giót quá giót phải không? Dạ tay ngày xưa có gì không, có gì không? Nó thành đá là không sao hết anh. Không sao. Rồi ok luôn. Cây xù mà mình đâu có sợ đâu. Cây xù nó gắt mau liền thẹo. Mã số 8 nha mấy anh, xin nhắc lại. Đế rất đều nha. Đế đều. 27 hoành thân. 27 hoành thân mấy anh ơi. Rồi 45 chiều cao. 45 chiều cao. Đây, lại xây lại một vòng đế cho rồi. Có giá 1,5 triệu. 1,5 triệu nha mấy anh, bao phí ship. Giờ số điện thoại thì mình để bên góc trái màn hình. Rồi xin đổi luôn anh ơi. Rồi số 9 lên.
Rồi phong cũng khá cao, cái này chắc cũng hơn mét. Cây là mã số 10 không à? Dạ mã số 10. Có chi cành luôn mấy anh. Mã số 9. Số 9, số 9, xin lỗi. 23 hoành thân. Rồi 23 hoành thân. Rồi xoay luôn. Chi cành đều. Chi cành đều nha mấy anh. Có giá 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rồi chiều cao thử luôn Hảo. 1m1. Rồi 1m1. Mã số 9 có giá 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rồi xoay luôn. Rồi đổi luôn anh ơi. 1,2 triệu mã số 9. Rồi số 10 lên. Rồi có cần phụ không nha? Nổi không? Gắng cố gắng đi. Gắng cố gắng tập thể lực cuối tuần phải không? Cho giảm bụng mỡ. Rồi xin nhắc lại với các anh, đây là cây có mã số 10. Chúc ông đèn. Cây xù nha. À, vậy là ông tới bóng đèn mấy anh ơi. Điều mình lo lắng thì ông không tới, không tới bóng đèn. Xù phải không? Xù đâu? Nó xù quá. Rồi, chỉ đi, chỉ tay vô. Tại tối quá, thấy vào này là tao. Hay kìa, phụ đẩy ra tí xíu, đẩy ra ngoài tí xíu. Rồi, ok. Đó. Đây mới gõ nè, đó ông xe qua đây gõ nè. À, đó. Đó, xù đó, xù nè mấy anh. Rồi như là dài trên nó cũng mau lắm. Từ từ. Rồi có chỗ nào chỉ nghe, chỉ vô. Nó dài dài đây nè. Rồi chỉ nghe cái tay ha. Nó dài dài nè. Rồi. Dài cái này nó búp búp hết trơn nè, dài đây nè. Tại mình không có xịt thôi. Nếu mình xịt là mình thấy toàn bộ luôn, vì dài này nó búp hết. Chung là có xù nha anh, mã số 10 xin nhắc lại có xù. Mã số 10. Mã số 10. 33 hoành thân. 33 hoành thân luôn, rồi. Chiều cao tổng thể. 1m3 đi. 1m3 nha mấy anh. Mã số 10. À, cho chơi một vòng đi ạ. Sơ, dây, xoay, đúng rồi, xoay. Rồi, mã số 10 nhắc lại với các anh là có giá 2,2 triệu. 2,2 triệu, bao phí ship toàn quốc cho mấy anh luôn. Có dấu hiệu xù, rồi cảm ơn nhiều. Rồi, đổi mấy anh ơi. Rồi, 11. Rồi, 11 lên mấy anh ơi. Mã số 11. Tròn vòng luôn, đúng rồi, tròn vòng luôn. Mã số 11. Mã số 11 nha mấy anh. Ngày 11 tháng 11 luôn. Rồi. 3 tổng số 6 số 1. Rồi, đặc biệt quá. Quá đặc biệt. Cây này nó cũng quái luôn. Quái luôn mấy anh ơi. Rồi, nhiêu đây? 23 hoành thân. 23 hoành thân, rồi chiều cao thử. 6 tấc 7. Rồi 6 tấc 7 mấy anh ơi. Rồi cây này có giá 1,3 triệu. Mã số 11 có giá 1,3 triệu, bao phí ship toàn quốc cho mấy anh luôn. À, chú thoại là 0984307139. Rồi xin... hôm nay cũng giao lưu vào đầu tuần có 11 coi. Rồi 11 coi. Kính chúc sức khỏe các chú các bác và anh chị em. Rồi mong anh chị em sẽ ủng hộ chỗ Quốc Tồn nhiều. Rất cảm ơn mấy anh. Hẹn mấy anh những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt. Chúc sức khỏe các anh buổi sáng. Vui vẻ bên người thân và gia đình.